Xin chào cả nhà, chào quý bà cô dì chú bác và các bạn đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung mới nhất về Trang Nemo cũng như cô ấy đã ra tù đúng vào dịp lễ 2 tháng 9, cụ thể lan truyền tùm lum trên mạng xã hội thì nhiều người bán tính bán nghi không biết có thật hay không. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sau bản tin này á. Nhiều khi không đúng nha, mà mọi người lan truyền tùm bậy tùm bạ bị phạt 7 triệu rưỡi lại khổ nữa, vừa tốn tiền ăn lễ mà vừa tốn tiền phạt nữa đó nha mọi người. Thật hư cái thông tin mà Trang Nemo ra tù trước thời hạn, lý do là gì mà có thông tin như vậy? Hình ảnh Trang Nemo ra tù trong sự chào đón của nhiều người xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Thật hư thông tin này như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu. Vào chiều ngày 2 tháng 9 thì mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip Nguyễn Xuân Hương Trang, tức là Trang Nemo, được mãn hạn tù có nhiều người chào đón ngoài cổng trại giam. Cô nàng này diện đồ khá sành điệu, vui vẻ bước lên ô tô và đi về. Ít lâu sau, trang Facebook của Trang Nemo đăng bài cô trở về cửa hàng được các nhân viên chào đón nồng nhiệt. Cộng đồng mạng khá bất ngờ cho rằng Trang Nemo đã được mãn hạn tù sớm à. Trước đó cô gái này tự nguyện thi hành án tại một nhà tạm giữ ở quận 10 Hồ Chí Minh về tội gây rối trật tự. Theo báo chí, và Trang Nemo thật sự đã quay trở về với gia đình vào chiều ngày 2 tháng 9 rồi. Tuy nhiên lý do Facebook này được thả hiện vẫn chưa được tiết lộ. Nói chung là hồi tháng 9 năm 2023, Trang Nemo bị Tòa án Nhân dân Hồ Chí Minh tuyên án là 9 tháng tù về tội gây rối trật tự nơi công cộng. Hồ sơ vụ án này đã được Tòa án Nhân dân Hồ Chí Minh chuyển đến Tòa án Nhân dân quận 1 để ra quyết định thi hành án. Trong hồ sơ có nói rõ, Trang Nemo có chỗ ở hiện tại, thế nên Tòa án Nhân dân quận nhất đã ủy thác sang cho Tòa án Nhân dân quận 10 để tiến hành các thủ tục quyết định thi hành án. Trang Nemo là chủ của một cửa hàng thời trang ở quận nhất. Trong một lần mâu thuẫn với chị Trần My thì nói chung là đã hẹn nhau để gặp giải quyết. Nói chung là chiều ngày 16 tháng 1 năm 2022, chị My cùng bạn là Phạm Lệ Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng của Trang Nemo để nói chuyện cho ra ngu ra khoai. Tại đây My cùng Yến vào trong gặp Trang để xin lỗi, cùng Khanh đứng ngoài canh gác để cảnh vệ. Tuy nhiên một lúc sau Khanh cũng tiến vào, trong lúc trò chuyện Khanh bênh vực My và xảy ra tranh cãi với nhóm của Trang Nemo. Lúc này nhóm đã giặt khẩu trang lao vào đánh hội đồng chị Khanh, khiến bị tổn thương tới 3% phải đi nhập viện luôn mọi người. Toàn bộ sự việc được phía Trang Nemo livestream trên mạng xã hội. Có hàng trăm người kéo đến xem, khiến đường Nguyễn Trãi náo loạn. Công an sau đó đã mời những người liên quan đến để làm việc. Và hôm nay thì sau khi cô ấy chấp hành lệnh đi về thì cô ấy cũng được về rồi. Nói chung đây cũng là một tấm gương đó nha mọi người, chấp hành thi hành án. Mà nói chung là mọi người thấy đây mà làm gương á, đừng có gây rối trật tự đi công cộng chi, bị bắt bị phạt như vậy nữa thì khổ.